Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ. Đời này là đời chung nha các bạn. Nó có tên là Robin NB262. Cây Robin 262 này thì nó mình đặt cho nó là gọi là Robin trâu nha các bạn. Nó sở hữu cái nòng là 34 ly và dung tích xi lanh nó là 26cc. Mà mình đặt nó là trâu là cái gì nó cũng thiết kế rất là chắc chắn luôn các bạn, rất là chắc chắn, rất là đỉnh luôn. Cây Robin này, cái tem này 7 màu nha các bạn, đặt qua đặt lại nó sẽ chiếu 7 màu luôn. Ở dưới nè, ở dưới cái tem đỏ này nó có cảnh báo mình nè ha, khi 50 phần 1 là nó phết đỏ đó các bạn ơi. Đây nè, 50 phần 1 là nó sơn đỏ nè. Còn bên đây là 25 phần 1 là nó để trắng này ha. Đỏ là vô vòng nguy hiểm rồi đó các bạn. Đây, các bạn thấy không? 50 phần 1 vô vòng nguy hiểm rồi đó. Còn 25 phần 1 là nó để trắng nè, các bạn quan sát kỹ xem ha. Đấy. Nó hướng dẫn sử dụng mình rất là kỹ ha. Mình gọi là dòng này là dòng trâu, các bạn đừng có thấy bình xăng vậy mà các bạn nói cái máy cũ ha. Tại cái bình xăng thì không có nói lên được cái sơ mi bê tông nó đâu các bạn. Bạn quan sát xem nè, sơ mi bê tông chưa đụng vô nha, mà còn chẳng tin luôn, bô lửa nó còn chẳng tin luôn. Chế hòa khí quanh rồi tự động nha. Rất là đỉnh cao luôn. Đặc biệt cái dòng máy này, cái mình gọi là trâu là nổi cái chụp giật của nó, các bạn thấy to đùng, to hơn các loại chụp giật khác, cho nên nó cái tại sao nó thiết kế to như thế, do nó áp nó rất là cao. Nếu thiết kế cái dòng giật nhỏ thì sẽ giật không có nổi. Do đó nó thiết kế một cái dòng giật rất là to, to cỡ T33 luôn đó các bạn. Giật mấy mấy qua tua. Đây, các bạn nhìn thấy cọng dây bằng giống như cây cột vậy. Dây của nó nè, không phải dây bình thường nhỏ gứt như mấy dòng máy khác ha. Cho nên mình gọi là dòng này dòng trâu. Cái áp nó rất là cao luôn, tỷ số nén đó các bạn. Cho nên nó phải làm dòng giật lớn và dây giật to ha. Nhưng mà không có gì đó lẽ đó mà nặng giật đâu các bạn, nhẹ lắm, không có nặng giật lắm đâu. Thôi nè, thật. Các bạn thấy bình gì chứ bạn, các bạn đánh giá cái máy này thấp là không có đúng nha. Cái bình nó không nói lên được cái máy đâu, cái bình xăng chứa xăng này nè các bạn. Tại bỏ bãi mà nó qua mưa qua nắng rồi nó dính nhớt, nó sẽ bị vàng cái màu chứ không phải là nó cũ các bạn. Các chi tiết khác nè, ví dụ cái dây giật nè chưa sờn chưa sừng sừ ha, tất nhiên là nó sử dụng rất là ít. Còn có việc mà các bạn nói thay dây giật mới, thì thay dây giật mới các bạn nhìn cái dây giật mới các bạn biết liền cái dệt của dây Trung Quốc và dây Việt Nam nó khác, và cái chất liệu nó cũng khác nữa các bạn. Các bạn giật cái dây giật zin của nó bền 3 năm 4 năm 5 năm, còn cái dây giật của Việt Nam hoặc của Trung Quốc gắn vô là các bạn giật vài tháng là nó đứt các bạn ha. Thì các bạn trải nghiệm các bạn biết liền, chứ đừng có nói sẽ dây giật trắng gì là thay dây giật mới, không có đâu, mình không có làm mấy chuyện đó đâu ha. Các bạn quan sát xem ha. Nó đặc biệt cái dòng này nó hay ở chỗ là các bạn không sợ bị điện giật nha, chống nước mưa rất là hữu hiệu. Ở đây nè, để mình tách lên cho các bạn xem ha. Ở cạnh này nhìn màu vàng rất là đẹp ha, mình che nè ha, màu vàng rất là đẹp luôn. Nó màu vàng rất là đẹp chứ nó không phải tái đâu các bạn. Các bạn tại ánh sáng nó chói. Đây, ở đây mình muốn lấy mình xem cái buri được thì mình bấm hai cái chỗ này các bạn, bấm giống như là cái nón bảo hiểm của mình vậy ha. Bấm đây, dở lên mình quan sát ha. Này các bạn thấy nó thiết kế cực kỳ đẹp không, trắng tinh luôn, buri trắng tinh luôn, rất là đẹp ha. Cây IC nó cũng vậy các bạn. Một đoạn dây rất là ngắn từ cây IC đi lên nè, một đoạn dây rất là ngắn, do đó là nó không bị trở ngại về cái vụ dây lửa hết. Rất là ngắn, và cây C này nó nằm rời tuốt ở bên cái tum này nè các bạn, do đó là cây C rất là ít bị nhiệt nha. Các bạn thấy bộ lửa nè, trắng tinh luôn ha. Cái bình xăng thì hơi vàng tí, không có thành vấn đề các bạn. Đây, nó thiết kế chưng dựng nè ha,
rồi nó lại có ngay cái chân dựng, nó có miếng đệm đây để nó làm cho cái chân dựng này và cái bình xăng nó cứng, nó chắc hơn mà nó không bị chảy xước bình xăng, không gây bể bình xăng này. Các bạn về trải nghiệm thấy biết liền ha, zin hết đó các bạn. Thấy không? Cái dòng này thì mình gọi là dòng rubin châu. Rubin châu nha. Vậy các bạn nào mà sử dụng dòng rubin rồi thì không có quên được. Rubin chạy rất là bền các bạn. Rất là bền bỉ luôn. Rubin là một thương hiệu rất là mạnh ngày xưa, rất là mạnh, sau này nó sẽ có hai thương hiệu ha. Vừa thương hiệu Rubin vừa thương hiệu Makita là đều của Rubin hết đó các bạn. Đây các bạn quan sát nè, hai bên này hai con ốc nó cố định cái láp này, hết sức lớn luôn, rất là chắc, bởi vì mình gọi là dòng trâu nè. Ở đây là xúc kết trong công tắc này ha, rất là chuẩn ha. Thế hệ mới chứ không phải là đồ xưa đâu các bạn. Xưa là không bao giờ nó có xúc kết công tắc như thế này nha. Cái này xúc kết này là thế hệ mới đây. Ở đây nè, dây ga nó kỹ lưỡng vô cùng, không nó có kẹp ha, mình không có dùng dây rút nha. Cái dây kẹp này, dây kẹp zin của nó nè, cái kẹp kẹp dây ga nè, đây một cái nữa nè, kẹp dây ga zin nha, đây công tắc của nó nè, zin nha, zin nguyên bản của nó vậy đó chứ không phải mình lắp vô đâu. Các bạn về các bạn trải nghiệm thấy đồ zin biết liền, đồ chế biết liền ha. Zin nó vậy đó, công tắc này tắt nhật nó zin như vậy đó các bạn. Này tay ga này, nhẹ siêu luôn, rất là nhẹ nè. Nguyên hệ thống này đồ zin hết, zin tất tần tật hết các bạn. Các bạn nhìn thấy cái cùm của nó rất là đã ha. Đây còn cái tem giới hạn đây nữa nè, cái đó cái tem nó dán đó để mình gắn cái tay cho đúng vị trí đó, nhưng mà không có thành vấn đề các bạn. Bạn có thể dời tới dời lui, không phải cố định nó chỉ ngay đây mà mình dán ngay đây, mình gắn ngay đây. Mình có thể gắn bất kỳ chỗ nào để mình thuận lợi nhất ha. Mình thao tác nó nhẹ nhàng dễ dàng nhất. Đó là mình gắn ha. Ở đây móc dây đeo nè, mình tính không có móc dây đeo nha. Móc dây đeo nè. Cái này nó rất là dễ hư nhưng mà nó còn mới nguyên nè các bạn, thấy không? Cái bao bao đệm hông này nó mặc dầu nó rất là êm nhưng mà nó cũng dễ tét ngay cái đường này lắm ha. Rất là dễ tét, lắc qua lắc lại nó rất dễ tét nhưng mà nó còn nguyên nè. Là các bạn thấy nó sử dụng rất là ít luôn ha. Này. Thấy không? Rubin NB 262. Rất là đã luôn. Em sử dụng này, ha. Các bạn sử dụng cái dòng Rubin này thì các bạn ghiền luôn, chẳng cỏ nó nè, cái cùi nó nè, không thể nào bỏ qua được cái cùi này. Siêu bền. Siêu bền, chống dính cỏ khích cháy luôn. Ha, ở dưới có siêu chống mài mòn luôn, đây nè, siêu chống mài mòn thép đúc nha, thép đúc, thép tiện chứ không phải dập nha, siêu chống mài mòn rồi chống dính cỏ, đây là cực kỳ đã luôn. Cái cùi Rubin này bền bền đỉnh luôn, khó cái dòng cùi nào mà địch nổi cái dòng cùi Rubin này ha các bạn. Đấy, tổng thể cái máy đó ha. Rồi để mình mở thử cho các bạn xem nha. Dòng Rubin nó có khi nó đóng mét in ra băng trong lóc, có khi nó không có đóng nha các bạn. Cái chuyện đó không có quan trọng đâu. Nó thường nó đóng cái chữ mét in ra băng nó trong cái IC đó, mà không biết cái này nó có không, mình không dám nói đùa bừa nha. Này mình tay nhớt mình gờ vô nó dính vậy đen ha. Rồi để mình mở thử cho các bạn nha. Giật nhẹ nhàng luôn, người lớn em bé gì giật cũng nổi, không có nặng giật đâu ha. Các bạn thấy dòng tua một là nổ ha, giật nó rất là dài các bạn. Bò luôn.
kỹ luôn. Các bạn nào từng xài dòng Robin thì không có thể nào mà phủ nhận được ha, Robin nó rất là bền. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Robin NB262 bê tông 34 ly đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.